đã có những sự mong chờ để rồi có những sự thất vọng về những vi xử lý mới. Và cục diện vi xử lý có lẽ là gần như là êm đềm vào năm nay rồi, nhưng nó lại bị xoay chuyển lại một lần nữa. Qualcomm Snapdragon nhiều năm bị lép vế bởi những Dimensity đến từ MediaTek, thì năm nay 2024 dường như là một năm bùng nổ hơn của họ. Và bởi vậy ngày hôm nay bọn mình muốn mang đến một bảng xếp hạng của nửa đầu năm 2024 về những dòng sản phẩm vi xử lý tốt nhất của năm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relax. Để tạo được nên cái danh sách này thì không thể nào không gửi lời cảm ơn đến em Hiếu Con được, một trong những người nghiên cứu về những dòng sản phẩm Android rất là nhiều. Và các bạn đừng quên là hãy theo dõi em Hiếu Con ở trên nhiều nền tảng mạng xã hội nha. Thêm vào đó nữa, cái bảng tổng sắp của nửa đầu năm 2024 thì có thể là một vài con chip đã ra mắt từ trước đó rồi, tuy nhiên là nó đã xuất hiện ở trên một vài dòng sản phẩm năm nay mới ra mắt. Và bởi vậy nên là bọn mình vẫn muốn đưa vào đây, chứ không nếu mà chỉ tính 6 tháng đầu năm nay thì ít chip ra mắt quá bạn ạ. Về hệ thống xếp hạng thì ở đây bọn mình sẽ chia ra làm 5 cấp, lần lượt từ trên xuống dưới sẽ là S, A, B, C, D. S có nghĩa là bọn mình đánh giá rất là tốt, rất là ngon. Best tầm giá, gọi là học sinh giỏi toàn diện. A thì là tốt, hiệu năng khỏe nhưng mà sẽ thọt ở mảng nào đó. B là ok, cái gì cũng tốt nhưng mà không nổi bật cái gì. C là hiệu năng tạm, có thể dùng để đánh đổi lấy những yếu tố khác của thiết bị. Và D là coi như là cùi bắp. Tầm giá thì nhiều con ngon hơn. Ok, hãy cùng đến với những mẫu chip giá rẻ trước. Năm nay thì có một vi xử lý mới được ra mắt với mức giá siêu rẻ từ 4 triệu đổ xuống mà thôi. Với MediaTek thì chúng ta sẽ có Helio G91 Ultra. Và đây thực sự nó là một con chip G88 đổi tên mà thôi, nó không có một chút khác biệt gì cả. Từ thông số tới trình sản xuất, công nghệ hỗ trợ, tốc độ mạng thì đều y hệt như là G88. Nếu mà xét về điểm AnTuTu thì CPU nó sẽ mạnh hơn khoảng 15% so với con G88, bởi vì nó đã được tăng xung ở hai nhân chính là thêm 0.2GHz rồi. Ngoài ra ở một cái điểm khác biệt duy nhất, nó nằm ở ISP được nâng cấp lên một chút để có thể xử lý được AK108MP. Nhưng thực tế á, mình đánh giá là cái camera 108MP này, nếu các bạn so sánh giữa hai con là Redmi 12 chạy G88 và Redmi 13 chạy G91 Ultra ấy, thì đa phần nó sẽ chỉ khác biệt một chút ở cái cách xử lý với HDR, cách blend lại màu sắc mà thôi. Và nhà sản xuất Xiaomi thì lợi dụng cái điều này để đánh lừa chúng ta, đánh lừa thị giác là 108MP thì chụp ngon hơn đấy, nhưng thực chất là nó sẽ chỉ khác biệt một chút ở màu sắc cũng như là giải nhạy sáng mà thôi, thì cái này là phần mềm hay là ISP, nó không khác biệt gì nhau hết. Còn thực tế là G91 Ultra nó sẽ nâng cấp lên là xử lý được 108MP thì mình thấy là nó không có điểm gì đặc biệt cả. Với con chip G91 Ultra này thì bọn mình chỉ đánh giá hạng D thôi. Có nghĩa là giá thì đắt mà hiệu năng thì mình thấy là không đáng lắm. Giá này á, là các bạn có thể mua được những con G88 rồi. Và đó là lý do vì sao mình thấy là con Redmi 13 nó không thực sự có một điểm nổi trội hơn so với Redmi 12. Hoặc tầm giá này nếu các bạn muốn chơi game thì có những con như là Tecno Pova Neo 3. Hoặc là nếu các bạn thêm khoảng 200-300k đó nữa thôi là các bạn sẽ mua được những vi xử lý như là G99 ở trên Tecno Pova 5. Hoặc là đắt hơn một tí nữa, chúng ta đã có những dòng sản phẩm điện thoại Samsung rồi, ví dụ như là Galaxy A15, Galaxy M15, hoặc là rẻ hơn một tí nữa chúng ta có Galaxy A05 cũng chạy 680 khá là ổn. Ngắt lời anh Ngọc một tí nhá, Poco M6 đang có giá tại Cellphonet chỉ 3,8 triệu mà thôi. Nhưng thời điểm này anh em tham gia thu cũ lên đời được ưu đãi giảm giá chỉ còn 3,39 triệu đồng. Và đặc biệt Cellphonet hỗ trợ trả góp 30, không lãi, không trả trước và không phụ phí. Hơn nữa với những anh em đang là sinh viên thì ngoài việc mua điện thoại được giảm giá các mẫu điện thoại Android, đến với Cellphonet mùa ưu đãi tiệu trường này còn được giảm giá laptop, máy tính bảng, hỗ trợ trả góp 0%, không cần chứng minh thu nhập nhé. Anh em có nhu cầu thì có thể click ngay đường link mình để dưới comment để tham khảo nhé. Thứ hai, một loạt các chip mới mẫu tầm trung được ra mắt. Đây là một phân khúc khá là gay cấn các bạn nha. Cái số lượng chip tầm trung năm nay rất là nhiều và rất là đa dạng với những vi xử lý khác nhau. Nó phục vụ cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Đầu tiên phải kể đến đó là Dimensity 6300. Cái vi xử lý này thì nó được trình làng cùng với cái dòng Reno 10 đến từ Oppo. Và thực sự là con chip này nó lại tiếp tục là một bản sao của gần như là 99% đến từ con Dimensity 6100+ rồi. Thứ duy nhất được thay đổi đó là cái nhân xung nhịp lớn nhất của nó đã được tăng từ 2.2 lên 2.4GHz mà thôi. Hiệu năng CPU tăng thêm khoảng 15%. Chấm hết. Cái điểm AnTuTu của nó vẫn sẽ chỉ dừng lại ở khoảng 450.000 điểm. Và cái mức điểm này ấy, nó sẽ chỉ xứng đáng nằm ở phân khúc 5-6 triệu chính hãng mà thôi. Nếu mà để ở phân khúc cao hơn thì chắc chắn là mình sẽ cho nó điểm D rồi, bởi vì hiệu năng của nó không tương xứng. Nhưng mà thực tế bán ở ngoài kia ấy, thì nó lại ở phân khúc tiền cao hơn. Và bởi vậy nên là mình sẽ chỉ cho nó điểm D mà thôi, bởi vì cái hiệu năng của nó không được tương xứng. Khả năng xử lý hình ảnh cũng không ok, mức giá nó chỉ loanh quanh được khoảng Full HD 60fps thôi. Và chiếc máy duy nhất mình biết là chạy con Dimensity 6300 này là con Reno 12F. Giá của nó là 97 củ. Và tầm đó đây Exynos 1380 hay Dimensity 7050 thì đều ổn hơn Dimensity 6300 của Reno 12F và giá trên 7 củ. Cái tầm đó thì Exynos 1380 quay phim cũng tốt hơn với 4K 30fps. Con 6300 này thì chắc chắn là nó đạt được điểm D rồi.
Thứ hai đó chính là Dimensity 7300. Vi xử lý này thì xuất hiện ở trên hai chiếc máy mới đến từ Oppo, đó là Reno 12 5G và Reno 12 Pro 5G. Nếu các bạn phân tích sâu một chút về cấu trúc CPU ấy thì nó đang sử dụng khá là cũ. 4 nhân Cortex A78, 4 nhân Cortex A55 nó tương đồng như những con Dimensity 1200, 1300 đã ra mắt từ những năm 2021 rồi. Mà nếu so sánh ở trên thì Dimensity 7300 nó có xung nhịp thấp hơn rất là nhiều. 4 nhân hiệu năng cao A78 thì đều chỉ chạy là 2.5GHz, trong khi 1200 thì nó có xung lên đến là 3.5GHz rồi. Nhưng mà nó sử dụng một cái tiến trình mới hơn là 4 nanomet so với 6 nanomet nên là hiệu năng của nó không quá thua thiệt, loanh quanh là khoảng 250.000 điểm CPU. Còn với GPU thì con Dimensity 7300 thì nó sử dụng chung GPU với Dimensity 8300 là G615 dựa trên cấu trúc Vanhan Gen 4 mới nhất. Tuy nhiên là cái con 7300 này thì nó chỉ là MP2 thôi, nghĩa là chỉ có 2 nhân GPU thôi. Có nghĩa là cái số nhân là nó chỉ bằng 1/3 so với con GPU trên 8300. Vậy nên là cái số điểm nó chỉ rơi vào khoảng 180.000 điểm thôi. Và nếu để mà xét về hiệu năng trong mức giá 12 củ thì mình sẽ cho nó một con C. Bởi vì 12 củ chính hãng các bạn có gì ạ? Có 8200 Ultra của Xiaomi và 3T, thậm chí là Xiaomi và 3T bây giờ dưới 10 triệu rồi. Có Exynos 2300 của S3 FE, không thì cũng là A14 Bionic vẫn còn bán máy mới của iPhone 12 nhá. Mấy con này mạnh hơn quá nhiều rồi. Và điểm AnTuTu thì cũng loanh quanh 1 triệu. Tuy nhiên mình để nó là C ấy, bởi vì cái mức giá này chúng ta có thể đánh đổi một chút lấy hiệu năng để chúng ta có thể lấy thêm màn hình, lấy thêm thiết kế. Và cái điểm AnTuTu trên tổng là khoảng 700.000 điểm cũng khá là ổn để sử dụng rồi. Còn nếu mức 18 củ thì thôi. Thứ ba đó chính là Dimensity 7200 Ultra. Đây là một vi xử lý xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong năm 2024 ở trên Redmi Note 13 Pro Plus với mức giá 10 triệu chính hãng và khoảng 6 triệu cho bản sách tay. Trời, nói gì con chip này bây giờ? Mình thích con chip này các bạn ạ. Đây là một vi xử lý có hiệu năng thuần tương đối ổn. Điểm AnTuTu ở trên 700.000, sử dụng cấu trúc mới hơn 7300, nó có 2 nhân A715 và 6 nhân A510. Tuy nhiên hiệu năng của nó thì nó chỉ tương đồng với 7300 mà thôi, bởi vì nó ít hơn 2 nhân hiệu năng cao là A7 và số điểm CPU lên quay là khoảng 240 đến 250.000 điểm mà thôi. GPU thì là Mali G610 MP4. Đây chỉ là thế hệ Vanhan Gen 3 thôi, nhưng mà nó có 4 nhân GPU nên là hiệu năng cũng gần tương đồng với 7300 với 180.000 điểm. Tuy nhiên với trải nghiệm thực tế của bọn mình ấy thì mình đánh giá con chip này hơi bất thường, bởi vì 700.000 nhưng mà thực tế chơi game của nó thì không hề vượt trội được 7S Gen 2. Nó chỉ có 600.000 điểm mà thôi, và cái nhiệt độ của con chip này cũng khá là nóng so với một mẫu chip tầm trung. Hơn thế nữa thì nó lại có dính vấn đề về hao pin cơ. Pin 5000 mAh của Redmi Note 13 Pro Plus mà mình dùng nó chỉ loanh quanh là khoảng 6 tiếng mà thôi, khá là kém. Nhưng mà bù lại khả năng xử lý ảnh của nó lại khá là tốt nha. Nó xử lý được cảm biến 200 MP của Redmi Note 13 Pro Plus với khả năng chụp ảnh rất đẹp, rất tốt, kể cả trong điều kiện chụp đêm luôn. Thế nên là cái điểm của con chip này mình đánh giá là C, khá là tạm ổn. Và để có cái điểm đánh đổi đó thì chúng ta phải đổi lấy khả năng chụp ảnh và hiệu năng cũng gọi là ổn cho mức giá mà thôi. Thứ tư đó là Snapdragon 7 Gen 3, xuất hiện với mức giá là 13 củ cho hàng chính hãng ở trên Vivo V30 và chỉ 5 củ cho con IQ Z9 5G mà thôi. Để mà đánh giá tổng quan về vi xử lý này thì nó là một vi xử lý cân bằng cho tất cả mọi thứ. Cấu trúc được sử dụng hoàn toàn là nhân mới nhất, 4 nhân A715 hiệu năng cao, 4 nhân A510 tiết kiệm điện, và trong đó thì một cái nhân A715 được tăng xung và đóng vai trò mạnh nhất luôn. AnTuTu hơn 800.000 điểm rồi, mạnh hơn con flagship của 2021 là 888 cơ. Trong khi đó, nhiệt độ sử dụng khi chơi game lại mát hơn rất là nhiều. Xử lý ảnh thì gọi là quái vật tầm trung rồi. Chip đầu 7 nhưng xử lý được tối đa là 200 MP, quay được 4K 60fps, và đã thử với Vivo V30 rồi, chụp rất ổn luôn, nét như flagship ạ. Tuy nhiên là cái mức giá thì nó chỉ ngưỡng tạm mà thôi, bởi vì 5 triệu sách tay các bạn đã mua được 7 cộng Gen 2 rồi. Cái con 7 cộng Gen 2 này nó mạnh hơn 20-30% so với con 7 Gen 3 cơ. Hay là với mức giá 13 củ chính hãng này các bạn đã mua được Exynos 2300, Apple A14 này, nó quá là ao trình. Vậy nên là mặc dù rất là thích con 7 Gen 3 này, nhưng mà rõ ràng là cái mức giá chính hãng của nó chỉ đạt được cái mức gọi là tier B mà thôi. Thứ năm đó chính là 7 cộng Gen 3 và 8S Gen 3. Tại sao mình lại đặt hai con chip này chung với nhau? Bởi vì về cơ bản là nó giống nhau. Nó đều là cấu trúc nhân 143, 1 nhân hiệu năng cao, 4 nhân hiệu năng trung bình và 3 nhân tiết kiệm điện. Cái điểm khác biệt của nó đó là cái con 8S Gen 3 nó sẽ có 0.2GHz cao hơn so với 7 cộng Gen 3. Kèm theo đó là khả năng xử lý với độ phân giải màn hình nó khác biệt hơn một chút. Còn về GPU thì cả hai con này đều tận dụng lại GPU của 8 cộng Gen 1 dòng Adreno 700 series. Nên là 8S Gen 3 thì nó có Adreno 730, còn 8 cộng Gen 3 thì nó sẽ có là 732 và 8S Gen 3 sẽ là 735. Cái điểm khác biệt thì 735 trên 8S Gen 3 nó có xung nhịp cao hơn 10%, cũng như là khả năng xử lý có thể tốt hơn khoảng 10% so với 7 cộng Gen 3. Nhưng mà con số này thực tế là không quá đáng kể đâu. Nên đánh giá hai con chip này thì chúng chỉ cần xuất hiện trong tầm giá 6 đến 8 triệu cho hàng sách tay, hoặc dưới 15 triệu cho hàng chính hãng là đứng hạng A rồi. Bởi vì sao ạ? Hiệu năng của nó quá tốt trong tầm giá luôn. 6 triệu các bạn đã có một con chip 1.5 triệu điểm AnTuTu, chỉ cần được tối ưu lại một chút thôi như là trên con IQ Z9 Turbo
thì nó đã hoàn toàn có thể gánh được những cái tựa game ở trên Play Store với mức thiết lập max setting rồi. Thứ hai là con chip này nó hoàn toàn không chỉ có hiệu năng đâu. Nó có khả năng quay phim này, xử lý hình ảnh tốt này, chụp ảnh hỗ trợ tối đa 200 megapixel này, dùng 4K 60fps này, nên là có đưa lên những cái sản phẩm cao cấp tầm giá 15 củ chính hãng thì con này vẫn rất là ok thôi. Và với những con chip ổn thế này thì rất ít con Dimensity có thể theo kịp. Nhưng mà mức tốt ở đây ấy, mình chỉ đạt được mức A mà thôi, không thể đạt lên mức S được, các bạn biết sao không ạ? Đó là bởi vì nhiệt độ. Cả hai con máy này đều bị nóng lên khá là nhiều khi mà chơi game nặng, dẫn đến vấn đề là bị quá nhiệt và bị giảm xung. Và một số mẫu máy khác như Realme thì lại bóp hiệu năng từ đầu đến cuối luôn, và nhiệt độ CPU có thể lên đến là gần 70 độ khi mà chơi game scene. Hay như con Turbo 3 thì lại bóp hiệu năng lại một chút. Nói chung là chơi game với hai em này thì các bạn cứ dùng tản nhiệt là ok nhất. Nhưng mà kèm theo đó ấy, bởi vì hai con máy này, bởi vì hai vi xử lý này nó hoàn toàn không xuất hiện ở Việt Nam theo bản chính hãng. Nếu như mà chính hãng bán dưới 15 triệu thì vẫn là ok, nhưng mà biết đâu đấy, câu chuyện của Oppo này giới thiệu con Dimensity 7300 mà vẫn mức giá 18 triệu thì sao các bạn? Lúc đấy chúng ta không thể nào để hạng S được, và bởi vậy nên là hạng A là ok rồi. Thứ 6 đó là Dimensity 8300, nó xuất hiện trong tầm giá với hai em Snapdragon vừa nói trên. Nhưng mà trái ngược hoàn toàn với phong cách của Snapdragon Qualcomm thì Dimensity nó được thay đổi khá là nhiều so với phiên bản tiền nhiệm nha. Trước hết là những cái nhân CPU của nó đều được chuyển từ A78 và A55 thuộc cấu hình ARM8V2, thuộc cấu trúc ARM là V8.2, bây giờ là nâng cấp lên A715 và A510 rồi. Cái cấu trúc ARMv9, và đồng thời nó được nâng xung nhịp lên thêm 0.2GHz. Tuy nhiên với cái sự thay đổi này thì nó không quá đáng kể. Sức mạnh chung chung nó chỉ được nâng cấp được tầm khoảng 7-8% mà thôi, khi mà các bạn so sánh với Dimensity 8200. Nhưng mà nó chỉ dựa trên một vài thiết bị mà thôi, còn đâu là đa phần cái CPU của con chip này. Tuy khác cấu trúc nhưng mà hiệu năng nó cũng chả khác gì nhau, loanh quanh từ khoảng 260-280.000 điểm AnTuTu. Nhưng mà đó mới là CPU mà thôi, còn GPU ấy thì thực sự là một cái sự cập nhật rất là lớn. Nó được nâng cấp từ GPU Mali G610 lên G615 rồi. Hiệu năng nó x đôi luôn. Nếu các bạn đánh giá điểm AnTuTu thì nó sẽ chuyển từ 240.000 điểm lên 500.000 điểm. Phải nói là rất là ấn tượng. Và để mà nói thì cái hiệu năng của con 8300 này nó sẽ nhìn hơn một chút, khoảng 10% so với Adreno 732 ở trên 7+Gen 3. Nhưng mà đó là lý thuyết thôi, còn thực tế thì mình thấy là tương đương hai con chip của Snap. Nếu mà đánh giá thì mình đang phân vân cái vi xử lý 8300 mới này ở phân khúc B hay là A, bởi vì nếu mà nói thì GPU nó có cải thiện nhưng mà gọi là tương đương với đối thủ thôi, còn CPU thì thua chặt, bởi vì là khả năng không có nhân hiệu năng cao như Cortex X4. Camera thì ở thông số thì có thể hỗ trợ đến 320 megapixel, nhưng mà mình chưa thấy con nào đầu 8 của Dimensity có khả năng quay phim chụp ảnh tốt cả. Thôi cho A đi, bởi vì nhiệt độ em này cũng sẽ nhìn hơn đối thủ là con 7+Gen 3 một chút. Thứ 7, năm nay có nhiều chip mới quá bạn ạ. Exynos 1480, không biết là có họ hàng hang hốc gì với Dimensity 7200 không, nhưng mà trải nghiệm hai con này khá giống nhau các bạn nhé. Và chip của con này cũng chung trong phân khúc giá là khoảng 10 triệu đồng. Cấu trúc thì vẫn là đời cũ, 4x A78, 4x A55. GPU thì là hợp tác với AMD, kiến trúc là Titan RDNA2. Nhưng tại sao mình lại nói là con này giống 7200? Bởi vì nó không thực sự có cái tác vụ tốt gì trong game cùng cả. Nghĩa là nó chơi game nóng và hao pin nhanh, nếu chơi game chin thì 700.000 điểm AnTuTu. Nhưng mà hiệu quả cho ra mình nghĩ là chỉ ngang được 7S Gen 2, chỉ hơn 600.000 thôi. Nhưng mà bù lại thì ISP nó cứ rất là ngon nha. Khả năng xử lý ảnh gần như là tốt nhất trong tầm giá 10 triệu rồi, chính hãng luôn. 4K 60fps có thể quay được phim này. Đây cũng là điểm được Samsung đánh rất là mạnh ở trên con A55 của hãng. Quay thì rất ok, nhưng mà mình thấy là chụp thì chưa ổn cho lắm. Ngược lại thì với 7200 thì quay giờ chụp lại ngon. Đó, với điểm số thì 7200 thì cũng y chang như vậy. Mình nghĩ là mình sẽ xếp hạng C cho con này. Chưa ngon lắm về gaming, nên là giá này ấy, nếu các bạn muốn dùng ổn định nhẹ nhàng ấy, thì các bạn vẫn dùng Snapdragon là chân ái. Như vậy là theo các bạn có thể thấy là theo từng những cái mẫu chip mới nhất thì chúng ta đều có những cái tier như sau. Helio G91 Ultra thì mình xếp ở hạng D, kèm theo đó là Dimensity 6300 thì cũng ở hạng này luôn. Dimensity 7300 và Dimensity 7200 sẽ nằm hạng C, trong khi Snapdragon 7 Gen 3 sẽ nằm hạng B. 7+Gen 3 và 8S Gen 3 thì cũng sẽ nằm ở hạng A, đi cùng với Dimensity 8300. Còn cuối cùng là Exynos 1480 thì mình sẽ để hạng C. Tất nhiên ở đây vẫn chưa phải là những con vi xử lý cao cấp, bởi vì thực tế là đánh giá những cái vi xử lý chip cao cấp á, thì nó sẽ cần phải có nhiều yếu tố hơn thế rất là nhiều. Bởi đa phần những cái vi xử lý cao cấp á, thì nó đều làm khá là hoàn hảo những nhiệm vụ mình được giao. Và bởi vậy nên bọn mình sẽ quay trở lại với các bạn trong video tiếp theo để nói về xếp hạng các vi xử lý cao cấp của nửa đầu năm 2024. Các bạn đừng quên đón xem nhé.